Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Crossfire Legend đã chính thức về tại Việt Nam. Đây là chính là bản chính thức nha. iOS thì không chơi được, phải đợi sang ngày hôm sau. Nghe Amin bảo là hôm nay chưa có thể ra được, nên bên Android có thể chơi trước. Rồi, thì khuyên các bạn bên iOS nên chuyển sang Android đi rồi. Rồi đây là cái trailer thì các bạn vào game thì sẽ có cái này để mình cùng xem thôi. Rồi hổ báo thế, nó như thần vậy, bay giữa trời. Rồi Crossfire Legend, và các bạn đăng nhập bằng Zing ID nhá. Rồi những cái hướng dẫn như này thì mình không cần xem nữa, tại vì các bạn xem đi, mình chơi rồi nên mình biết. Những bạn nào mà chưa chơi qua Crossfire Legend thì Crossfire CFM thì chắc là chưa biết đâu. Rồi mình sẽ tiến hành nhập Zing ID nhá. Zing ID thì các bạn hãy đăng ký bên id.zing.vn nhá. Rồi chúng ta cùng đợi load cái chắc là nó đang giải nén cái lưu lượng. Nói chung là bây giờ mình vào test luôn chứ mình chưa có vào lần nào luôn. Mình mới tải cái bản cài đặt về mình vứt đó. Mình đợi game đến là mình cài là mình vào luôn cho nó chắc chuyện. Tại vì nói chung là test liền anh em xem nó mới vui, chứ mình mà vào xem trước thì nó mất cái hay rồi. Cái gì nó cũng phải lần đầu như anh em nó mới phê chứ. Anh em cũng lần đầu, mình cũng lần đầu. Rồi mình lần đầu làm chuyện ấy mà. Làm tập thể nó mới vui. Làm riêng lẻ thì nó hơi bị khoai rồi. Rồi mình xin tiếp tục. Thì nó có 3 mức chơi, đó là chơi ngay, Facebook và Zing ID. Thì mình sẽ nhập cái Zing ID của mình. Rồi thôi dừng tiếp thôi, cứ dừng liên tục thế này. Rồi khi mà nhập Zing ID xong thì chúng ta sẽ vào sảnh. Thì mình khuyên các bạn là nên nhập Zing ID đi, chứ đừng có nhập cái khác. Rồi đây là cái tên của mình, mình chuẩn bị sẵn luôn. Ui vãi xoài, sao lại không đúng thế này. Rồi đặt lại đi. Hôm trước thì đặt rất là dễ mà bây giờ đặt khó rồi. Thôi chị ấy, và chúng ta lại đổi tên lại thôi. Chắc chắn là mình nghĩ là cái này sẽ có 2 đổi tên luôn. Ở cái vòng ngoài đặt tên là cái lần lâu nhất hiện tại. Thì chưa bao giờ đặt tên lâu như thế này. Và cái là mình dịch luôn. Thôi bỏ đi, mình chẳng quan tâm cái này làm gì. Anh em muốn xem ở bên trong thôi. Thôi háo quá à. Đúng rồi, rồi chắc anh em vào nhiều lắm. Rồi mình sẽ tặng ngay cái clan. Mình sẽ nạp tiền. Thôi bỏ đi, mình không muốn những cái này nữa. Anh em vào trước đi rồi, mình vào thằng vào sau thôi. Cho mình nạp tiền đi. Rồi không cần gì đâu, mình xin nạp tiền. Ôi vãi xoài, cái này mình rút thẻ rồi sao chơi dữ này. Đùa nhau à. Nạp tiền qua CH Play ạ. Vãi xoài. Thôi chơi luôn. Rồi các bạn, mình xin tạm dừng cái clip đã để mình nạp tiền. Kẻo lộ cái thông tin nữa. Vâng, mình đã trở lại đây, chúng ta đã nạp được thành công rồi. Rồi, nó khó khăn như thế này. Rồi, mình sẽ tạo cái clan tên là Legion nhé. Rồi, các bạn hãy vào cái clan này. À, huy hiệu clan nữa. Rồi, chọn bừa đi. Vãi xoài, từ không hợp lệ nữa. Thôi. Mình vừa tạo lại được cái clan rồi. Nói chung là do chưa nhập cái
cái khẩu hiệu clan. Nếu mà không nhập được cái khẩu hiệu clan thì các bạn có thể là không lập được clan nhá. Thì ai mà muốn vào clan mình thì hãy vào clan này nhá. Mình sẽ mở thêm cái clan. Rồi, mở hết luôn, mình mới làm 100.000 và mở thêm 200 rồi. Và chúng ta sẽ vào xem qua thử cái shop nhá. Shop vũ khí gồm katana transformer và những cái đồ nói chung là cũng như bản test thôi, nó không khác gì cái bản test. Và trong vòng quay thì sao? Chúng ta sẽ vào trong vòng quay. Nói chung là cũng như cũ thôi, không khác gì. Anh em không khác gì hết các bạn ạ. Và không cho quay lần đầu tiên luôn. Còn bên nhiệm vụ thì mình mới nạp thì nó sẽ cho thử gì đây? SMG súng quý và hồi sinh trải nghiệm súng ngắn nó mới cay nhỉ. Rồi, nói chung là tích lũy theo mốc nạp. Chắc lát nữa mình sẽ nạp thêm. Rồi, nó cũng như vậy thôi, không khác gì. Và chúng ta sẽ vào xem chế độ AI thì có như cũ rồi, nó cũng không khác gì luôn. Và chế độ bên này sao? Có chế độ loạn đấu. Không biết là loạn đấu là loạn đấu cái gì. Chế độ Zumbai thì Hoàng Lăng đã mod lại y như cũ. Và đây là làng Aragon cũng được mod lại như cũ rồi. Ok, có cái làng này thì cũng rất là tuyệt. Và cái chế độ này thì mình sẽ vào test cho các bạn xem. Và có nhận cái thẻ này, chúng ta hoàn thành được 3 lượt thì nó sẽ cho mở thẻ. Rồi mình sẽ vào test xem thử cái chế độ này là chế độ gì mà nó hổ báo đến như vậy. À, chế độ đầu to à? Có gì hot? Rồi, đây là chế độ đầu to mà. Đặt tên cái chế độ gì mà loạn đấu nhìn dị vãi. Rồi, đây là chế độ đầu to. Úi dồi ôi, headshot một em này. Rồi, gì đây? Rồi, sao bắn khó thế này? Vãi, mình chưa chỉnh lại cái nút nhảy à. À, nút bắn. Nút bắn thì mình sẽ đặt kiểu khác chứ không phải là đặt như thế. Rồi, ok, ACE rồi. Úi dồi ôi, vãi. Đình mày không ấn được cái nút bắn. Nút bắn mình hơi bị lệch lạc rồi. Rồi, cái đầu to thế nhỉ. Cái đầu to thế nhỉ. Quá tuyệt vời. Rồi, thanh niên đứng sau lưng móc lốp này. Quỳ luôn. Ok, nút bắn mình hơi bị thấp rồi. Rồi, mình đặt cái nút bắn hơi bị thấp. Các bạn thông cảm cho mình nhá. Mình mới tập chơi. Tập chơi các thứ. Ê, từ từ em ấy. Rồi, nó ăn hết kill rồi. Rồi, rất là tuyệt vời. Mạng thì rất là lag này. Đây là chế độ đầu to thì mình cũng review các bạn xem thôi. Chưa thì lao ra đã bị ăn hết sọt rồi. Khắm thật. Nãy vừa ACE mà bây giờ tụt xuống rồi. Úi dồi ôi, khắm thế. Vậy. Nói chung là mình mới vào nên mình chưa có chỉnh lại cái nút bắn các thứ. Sao nó cứ chỉnh cái bom này suốt thế nhỉ. Rồi. Úi dồi ôi, đứng đây là dễ hết sọt lắm đây. Bắn đi đâu thế em ơi. Rồi, rồi, sấy cho vui à. Này thì sấy cho vui này. Gì đây? Úi dồi, tuyệt vời. Úi dồi. Đỉnh mày. Nói chung là cũng vui đấy. Team mình chắc là gần thua rồi. Này, gần thua này. Gì đây? Úi dồi, thua luôn rồi. Đỉnh mày. Nói chung là vẫn ACE nhưng lại do team gà quá. Nói chung là mình test thử qua xem nó như thế nào thôi. Còn anh em thì anh em vào test tiếp đi. Còn những ai mà không chưa trải nghiệm quay game này thì mình sẽ đặt một cái link down bên dưới video nhá. Link là CH Play cùng với link down trực tiếp. Rồi ok. Chế độ chúng ta sẽ được mở chế độ đấu rank nhá. Rồi level 10 mới được chơi chế độ rank. Còn chế độ dưới này thì có chế độ sinh tử này. Sinh tử này vai xoài gặp đúng cái nâng cao gì đây, tắt bom chế độ mới gì đâu. Sinh tử này mình sẽ vào test cái sinh tử xem nó như thế nào. Nói chung là anh em test cho anh em thử tất cả các chế độ khác nhau. Rồi rồi, vai xoài gì đây, sinh tử chắc là một phát chết luôn và không sống lại đấy. Nó cũng như vậy thôi, bắn nhau và chết luôn mà không sống lại, không sống lại và từng qua từng màn kiểu như C4 ấy. Mà C4 thì đặt bom mà cái này là bắn nhau. Rồi nó như vậy thôi. Đấy, các bạn nếu thấy hay thì like và subscribe kênh của mình nha. Và đây, úi dồi, mới lập cái lên 111 người rồi. Sấp mặt, cái này đúng là sấp mặt này. Rồi ok, mình sẽ
Ai muốn vào clan của mình thì hãy vào ngay đi nhá. Clan của mình là Legion. Và xem cái bảng xếp hạng clan thì mình top mấy nè. Rồi. Rồi mình top mấy mà không thấy luôn, top 5. Rồi mình đang ở top 5 ạ. Và mình sẽ dừng clip tại đây, các bạn xem nếu thấy hay thì like mình nhá. Mình mới test thử thôi, còn rất nhiều cái mà mình chưa test được. Thôi dừng ở đây.